Yo, chào mọi người đến với channel mình và hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người tất cả các vị trí của thằng Mela Spam nha. Cái thằng da xanh xanh bán clean vật và các kiểu đấy. Ok, thì đầu tiên là ở làng Vemay. Thì đây thì mọi người từ cái nhà này mọi người chạy ra thì nó sẽ thường spam ở ngay vị trí này nhất. Đúng hơn nó chỉ spam một vị trí này ở ngay cái làng Vemay này thôi. Và tiếp theo đó chính là vị trí ở sa mạc. Thì mọi người qua bên sa mạc và đi qua đây thì đây luôn, hiện tại nó đang có đây luôn, hiện vật ở đây luôn. Đây thì cái thằng Mela này nó sẽ bán mấy đồ như này thì khá là hợp lý cho việc view đồ nha, như thế này này. Ok, và cái vị trí tiếp theo là ở bên núi lửa. Ok, và nó sẽ spam ở ngay cái vị trí này luôn. Đây đây. Ok, thì tiếp theo vị trí thứ tư thì sẽ là ở để cười ở bên mountain, ở núi tuyết nha. Thế thì mọi người ra ngoài đây thì nó sẽ spam ngay ở đây. Ok, tiếp theo là Cloud City, là cái điểm cuối cùng mà nó có thể spam. Nó sẽ spam ở ngay vị trí này. Ok, thì cái thằng này thì nó spam khá là ngẫu nhiên ở tất cả những cái chỗ mình đã nói trên, nên là mọi người nếu mà có ý định muốn tìm cái thằng này thì hãy tìm hết tất cả những cái vị trí mà mình đã liệt kê. Ok, thì thằng này thì bán đồ cũng khá là ổn áp, là ok. Thì video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn ngày tốt lành, bye bye.